Xin chào tất cả các anh chị học viên và xin chào những người đang theo dõi à, các khóa học của giảng viên Nguyễn Phan Anh à, trên kênh YouTube PA Marketing hoặc là trên các nền tảng khác à, của tôi. À, trong video này thì nằm trong CD video CMO tức là à, đào tạo kỹ năng và kinh nghiệm cho giám đốc marketing CMO CMO à, thì Video bài học này sẽ là một video bài học rất là dài, rất là kỹ Nói về chủ đề xây dựng phòng marketing hiệu quả và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp Xây dựng phòng marketing hiệu quả và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp Đây là một cái chương trình đào tạo Nếu như giảng dạy tại các trung tâm đào tạo Thì sẽ diễn ra trong vòng khoảng 2 buổi Đến 3 buổi Mỗi buổi sẽ khoảng 2 tiếng rưỡi đấy Thì như vậy nó sẽ rơi vào khoảng 5 tiếng Tuy nhiên do giảng dạy trực tuyến Và làm video Thì tôi sẽ trình bày ngắn gọn hơn Dự kiến sẽ trình bày cái video này trong khoảng 50 phút Đến 60 phút Đó, với cái số lượng slide lên tới khoảng 45 đến 50 video Slide cho video này Vâng, để không mất thời gian của các anh chị nữa Thì chúng ta sẽ vào luôn Cái chủ đề xây dựng phòng marketing hiệu quả và chuyên nghiệp đối tượng mà xem video này thì thường đó là những chủ doanh nghiệp, đó là các cái giám đốc marketing, giám đốc truyền thông hoặc thậm chí là giám đốc kinh doanh. Nhưng chuẩn nhất đó chính là chủ doanh nghiệp và giám đốc marketing muốn xây dựng cho mình một phòng marketing hiệu quả và chuyên nghiệp. Vâng, à, tên tôi là Nguyễn Phan Anh. À, hiện nay thì à, tôi là giảng viên à, của một trường đại học và tôi cũng không nêu tên. Ngoài ra thì tôi cũng là thỉnh giảng của nhiều trường đại học lớn. À, tôi cũng không nêu tên. À, thì tôi cũng có cộng tác với một số đơn vị đào tạo như là BTI hoặc là Vân Nguyên à, về trình độ học vấn của tôi thì xin phép được giới thiệu với các anh chị và các bạn để anh chị và các bạn yên tâm à, khi xem cái video này nó có à, tính chất chuyên môn nó có à, cái sự tin cậy nhất định đúng không ạ à, tôi tốt nghiệp à, Đại học Nice Sophia Antipolis à, chương trình MBA à, của Cộng hòa Pháp à, tôi cũng học thạc sĩ luật kinh tế của Đại học Luật Hà Nội À, và mọi người biết rằng là nếu học luật kinh tế của đại học luật hà nội thì trước đó tôi đã phải học cử nhân luật và và để học thạc sĩ à, về chuyên ngành à, kinh tế quản trị kinh doanh thì trước đó tôi đã phải học cử nhân kinh tế và và hiện nay thì tôi cũng đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ ba và nếu mọi thứ thuận lợi thì tôi sẽ à, có thể à, trong vòng 2 năm tới thì tôi sẽ à, hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ và à, đấy là một số những cái thông tin sơ bộ về tôi ngoài ra thì các anh chị có thể đã biết tôi trong các chương trình đào tạo về digital marketing rất là nhiều các khóa học về Facebook, về TikTok, về Zalo, Google, YouTube, Sell web, email marketing, viết content marketing, lập kế hoạch kinh doanh vân vân thì đấy là giới thiệu một chút. Vâng, thế thì nội dung chính của cái video này nó diễn ra trong hai buổi học và nó gồm các cái nội dung như sau. Thứ nhất đó là xác định được cái mục tiêu marketing của doanh nghiệp của tổ chức. Thứ hai là xác định ngân sách marketing. À, thứ ba đó là xác định được vị trí, số lượng nhân sự cần cho phòng marketing của chúng ta. Thứ tư là thiết lập các cái mô tả công việc chuẩn cho từng vị trí công việc. À, thứ năm là thiết lập các cái KPI hay chúng ta hay gọi tiếng Anh là KPI, Key Performance Indicators, tức là các cái chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả công việc các chỉ số này thì thường nó sẽ mang tính chất định lượng, nó sẽ gồm những cái thứ nhất là cái hoàn thành công việc, khối lượng công việc cụ thể và sau đó là các cái mức độ sáng tạo và hiệu quả về mặt kinh tế hoặc là hiệu quả về mặt tài chính của những cái công việc đó. Thứ sáu đó là chúng ta sẽ thiết lập các cái cơ chế lương thưởng, chính sách cho người lao động phụ cấp, rồi thì môi trường văn hóa, vân vân, đúng không ạ? Thứ bảy chúng ta sẽ phải tuyển dụng lao động. Đấy, tuyển dụng trên các kênh như thế nào và thứ tám đó là chúng ta sẽ xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nội bộ cho người lao động xây dựng cái lộ trình phát triển sự nghiệp và mức lương mức thưởng trong tương lai cho người lao động Đấy, thứ chín đó là chúng ta sẽ xây dựng cái quy trình làm việc của bộ máy marketing và cái sự phối kết hợp với các phòng ban khác cụ thể ở đây thường là chúng ta sẽ kết hợp với ban tổng giám đốc đúng không ạ À, phòng kinh doanh à, các cái phòng truyền thông các ban truyền thông à, hoặc là phòng bán hàng à, và những cái bộ phận khác tùy thuộc vào cái quy mô của doanh nghiệp hay là phòng sản xuất đúng không ạ hay là phòng tài chính à, thì tôi đã từng có những cái kinh nghiệm làm giám đốc kinh doanh và giám đốc marketing cho những tập đoàn lớn và những cái doanh nghiệp lớn à, quy mô vừa và nhỏ hoặc là quy mô vừa và lớn thì tôi đã làm rồi nên là tôi cũng sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm à, chút ít trong cái video này nội dung số 10 đó là chúng ta cũng có thể cân nhắc về việc là thuê ngoài cái phòng marketing có nên hay không và làm như thế nào và cái nội dung thứ 11 là lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp thì xây dựng một cái phòng marketing nó không chỉ mỗi là ở tuyển mấy cái người về rồi cho nó chạy ads chạy bài đi đăng mấy cái bài trên fanpage trên website đi đúng không ạ nếu như các cái chủ doanh nghiệp và những cái giám đốc marketing đang nghĩ như thế thì tôi cho rằng đó là hết sức sai lầm đúng không? À, bởi vì chúng ta tuyển người về là phù hợp, đúng không ạ? trả lương và đào tạo, à, rồi thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là người lao động thì người ta cũng có nhiều cái kỳ vọng khác nhau, Đấy, cho nên là chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn, cần phải hiểu hơn. À, chưa kể đến cái thị trường lao động thì bây giờ nó cũng rất là khó khăn, à, thị trường lao động nó cũng rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản, đó. À, chúng ta thấy rằng là cái thị trường như là grab như là uber như là bi rồi thì à, bán hàng online rồi thì à, làm streamer rồi thì reviewer vân vân nó đã thu hút rất nhiều cái lực lượng lao động và làm người tự do cho nên là những cái môi trường hành chính à, bây giờ có khi lại không còn hấp dẫn nữa không còn hấp dẫn nữa thế nên là chúng ta cũng nhớ rằng là tuyển dụng lao động bây giờ nó khó khăn hơn ngày xưa rất là nhiều vâng thế thì à, Câu hỏi đầu tiên đó là phòng marketing có phải là phòng tiêu tiền hay không? Thông thường thì rất nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng là phòng marketing là một phòng tiêu tiền bởi vì là họ không đem tiền về giống như là phòng kinh doanh. Nhưng mà thực tế hiện nay thì có cái sự thay đổi đáng kể nhất là marketing online thì nó chính là một cái phương pháp bán hàng rất mạnh. Bạn có thể chạy quảng cáo Facebook, Google, Zalo, TikTok, YouTube. Bạn có thể live stream trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok để ra đơn hàng ngay bạn cũng có thể làm sử dụng các nền tảng sàn thương mại điện tử để chốt đơn ngay cho nên digital marketing thì nó cũng có một cái vai trò rất quan trọng và đem doanh số về cho phòng kinh doanh và trực tiếp đem doanh số về cho phòng marketing ngoài ra thì marketing sẽ làm tăng thương hiệu làm tăng giá trị thương hiệu và lòng trung thành cũng như sự hiểu biết của khách hàng đối với thương hiệu của bạn tất nhiên thì làm marketing thì phải tiêu tiền rồi nó sẽ gồm hai cái khoản chính khoản thứ nhất là chúng ta sẽ trả cho các công cụ và cái khoản thứ hai đó chính là chúng ta cũng sẽ phải uh, chi tiêu cho công cụ của chúng ta và chúng ta cũng sẽ phải làm làm cho uh, các cái bộ phận nhân sự của chúng ta uh, tiêu tiền vân vân thế thì uh, đây là một cái câu hỏi và chúng ta sẽ phải hiểu rõ được cái việc là uh, như vậy suy ra là uh, đây không phải là một công cụ uh, tiêu tiền đơn thuần mà nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tăng trưởng doanh số rất mạnh cũng như là xây dựng thương hiệu rất là tốt và trong bối cảnh hiện nay digital marketing có vai trò vô cùng quan trọng với Facebook khoảng 90 triệu tài khoản đang sử dụng với TikTok khoảng 56 57 triệu tài khoản đang sử dụng tại Việt Nam Zalo khoảng 70 triệu Google và YouTube đâu đó cũng khoảng 6 70 triệu thì chúng ta thấy rằng là việc sử dụng các công cụ digital marketing là chiến lược quan trọng trong phòng marketing của chúng ta à, như vậy phòng marketing đúng là phòng tiêu tiền nhưng nó tiêu tiền để đem tiền về và nó cũng là phòng à, kinh doanh trực tuyến luôn đó thế thì cái nội dung đầu tiên à, chúng ta à, trước khi đi vào cái à, phần đầu tiên của cái à, nội dung là xây dựng phòng marketing đó chính là chúng ta phải xác định được mục tiêu marketing của doanh nghiệp vâng à, để xác định được mục tiêu của à, doanh nghiệp thì chúng ta phải trả lời cho năm tiếp theo trong ngắn hạn và 3 năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo trong dài hạn đấy, thì các mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn là gì thông thường thì à, các doanh nghiệp bao giờ cũng chỉ nghĩ đến chuyện là tăng trưởng doanh số tăng trưởng doanh số đúng không ạ gia tăng khách hàng, mở rộng thị trường đấy thế thì chúng ta cố gắng lượng hóa được các cái mục tiêu marketing của doanh nghiệp một cách hết sức cụ thể đấy, thì tôi sẽ cho các bạn xem những cái à, ví dụ sau đây tôi đã phần giảng phần lý thuyết đúng không đấy, thì trả lời cho câu hỏi là mục tiêu của marketing của doanh nghiệp là gì nó có những cái mục tiêu này phải xác định rõ ra à, nhận Đức nhận biết thương hiệu đúng không ạ định vị thương hiệu Đấy, để độ phủ của kênh bán đúng không ạ tăng doanh số tăng lợi nhuận tăng lượng khách hàng tăng tỷ lệ tái mua à, <laughs> à, xây dựng cái lòng tin của khách hàng à, rồi thì kết hợp với các cái đối tác à, rồi thì à, nghiên cứu và phát triển sản phẩm à, rồi thì tung sản phẩm mới ra thị trường Đấy. thực tế thì à, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều mục tiêu và marketing có rất nhiều mục tiêu chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta cứ nói là em muốn là cho người ta biết đến nhiều hơn rồi thì bán được nhiều hàng hơn đấy là những cái mục tiêu mang tính chất là định tính và chúng ta cố gắng là chuyển đổi các mục tiêu sang định lượng tức là có KPI rồi thế thì nhận biết thương hiệu ở đây là cái gì ví dụ như là trên YouTube tôi muốn có một triệu lượt xem ở à, trên Facebook tôi có muốn có 10 triệu lượt xem À, trên uh, tiktok tôi muốn có 100.000 follow thì cái đó là chúng ta có thể hiểu đấy chính là nhận biết thương hiệu à, định vị thương hiệu thương hiệu của tôi là thương hiệu cao cấp thì tôi phải định vị đúng thương hiệu cao cấp chứ không người ta nhìn thấy cái thương hiệu của tôi người ta chẳng biết nó là cái gì và nó chẳng biết nó có cao cấp hay thấp cấp tôi không thể bán được hàng đấy, rồi người ta nhìn vào cái sản phẩm của tôi người ta giật mình về giá thì rõ ràng là chúng ta chưa định vị thương hiệu tốt Đấy. À, độ phủ của kênh bán đúng không ạ ví dụ như là chúng ta có bao nhiêu kênh kênh on kênh off như thế nào Đấy, trong kênh on có bao nhiêu kênh kênh off có bao nhiêu kênh và à, cái lượng doanh số đang bán ra là làm sao à, doanh thu đến từ những nguồn nào à, traffic đến từ những nguồn nào à, tăng à, lợi nhuận thì tăng như thế nào vâng à, lúc này thì chúng ta sẽ phải thảo luận là mục tiêu marketing của doanh nghiệp của anh chị là gì nhà anh chị sẽ viết ra đây mục tiêu cụ thể đó ok rồi thế thì à, ở đây chúng ta có thể định nghĩa này À, mục tiêu marketing là các cái mục tiêu cụ thể được mô tả trong một bản kế hoạch marketing à, hay là tiếp thị đấy. À, cái từ marketing ở trong tiếng miền trong người ta hay gọi là tiếp thị, à, ngoài bắc thì chúng ta hay sử dụng là marketing. Cái từ nguyên nghĩa của tiếng Anh. Thế thì những cái mục tiêu này có thể là các cái nhiệm vụ, hạn ngạch, cải tiến à, KPI tức là chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả hoặc là các tiêu chuẩn dựa trên hiệu suất khác được sử dụng để đo lường à, thành công của cái chiến dịch marketing. À, khi được thiết lập rõ ràng các mục tiêu này có thể đo lường và có thể là chìa khóa thành công cho các cái nhà kinh doanh, nhà marketing, đúng không? Rồi, à, thế thì tiếp theo là cái mục tiêu à, về nhận à, một số những cái mục tiêu về marketing của doanh nghiệp thường là cụ thể là như thế nào? đấy Thì thứ nhất là chúng ta có thể xây dựng được nhận thức về thương hiệu và cụ thể luôn đấy là bao nhiêu lượt view, bao nhiêu lượt xem, bao nhiêu lượt truy cập vào web, đúng không ạ? Bao nhiêu cửa hàng đấy, treo được bao nhiêu cái biển quảng cáo, vân vân thì cái mục tiêu nó phải như thế. Chứ cứ nhận thức thương hiệu, nhận thức thương hiệu nó chẳng hiểu nó cái gì cả. Đúng không? Rồi, xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm trong Google, trong YouTube chính xác. Đấy, tăng lượng lưu lượng uh, lưu lượng truy cập cho website. À, ví dụ như là web bây giờ đang 30.000 lượt truy cập thì bây giờ làm nào tăng lên 50.000 lượt truy cập hay 100.000 lượt truy cập đúng không? Rồi. Đấy, rồi tăng cái uh, thiết lập những cái thẩm quyền trong ngành của bạn đúng không ạ? Tăng cái sức mạnh cái vị thế của bạn, hay là xây dựng nhân hiệu của người CEO, vân vân tăng mức độ tương tác với thương hiệu, ví dụ đăng một cái bài post lên thì họ đánh giá, họ bình luận, họ thao, tham gia trao đổi rất nhiều, đúng không ạ? Rồi tạo những cái phễu khách hàng để tạo cái khách hàng tiềm năng uh, mục tiêu để mà từ đó mình sẽ chuyển đổi khách hàng thành uh, khách, khách hàng uh, mua, khách hàng trả phí cho mình và từ khách hàng mua, khách hàng trả phí để trở thành khách hàng trung thành, duy trì cái subscribe đó. Vâng, uh, tăng doanh thu, nâng cao giá trị khách hàng uh, lâu dài gọi là ltv đấy giá trị khách hàng trọn đời đúng không ạ vâng và xây dựng những cái mô hình kinh doanh à, thông minh và những cái mô hình marketing hiện đại mới đó thì đấy là một số những cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới à. thế thì à, về xây dựng mô hình kinh doanh đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng là à, một cái business model bây giờ là mô hình kinh doanh thì nó có à, nhiều các cái yếu tố thí à, dụ như là đầu tiên à, chúng ta xác định là à, cái giá trị cốt lõi là value position đúng không ạ vâng proposition tức là cái, cái cái giá trị cốt lõi, uh, distribution tức là cái kênh phân phối, kênh online, kênh offline, kênh dài, kênh ngắn, kênh trực tiếp, kênh gián tiếp, uh, kênh sở hữu và kênh đối tác vân vân, uh, đúng không ạ? Doanh thu, nguồn doanh thu, uh, nguồn doanh thu đến từ đâu? Doanh thu ngắn hạn như nào? Doanh thu dài hạn như nào? Doanh thu phễu? Uh, doanh thu sản phẩm chủ đạo? Doanh thu sản phẩm uh, um, gọi là ăn theo, đúng không? Uh, customer segments tức là ở đây là uh, cái khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai? Đấy, phân đoạn khách hàng phân đoạn thị trường mục tiêu ra Đấy, rồi à, chúng ta vẽ chân dung khách hàng mục tiêu ra tuổi tác giới tính khu vực vùng miền sở thích thói quen hành vi thiết bị à, thời gian online động lực mua hàng lý do mua hàng à, cái gì sẽ khiến họ mua cái gì khiến họ không mua vân vân đúng không khi activities tức là các cái hoạt động à, chính cho cái hoạt động kinh doanh và marketing của mình à, cái dòng thông tin dòng hàng hóa dòng tài chính à, dòng à, nhân sự chúng ta sẽ thiết lập như thế nào đúng không? Cost tức là chúng ta sẽ phải kiểm soát chi phí làm sao để, để, để tăng được hiệu quả lên và giảm bớt chi phí hoặc là trong cái tỷ lệ cơ cấu về chi phí nó được giảm dần đúng không? À, tất nhiên là giảm chi phí thì nó phải tùy thuộc vào thời điểm à, ví dụ như bạn xâm nhập thị trường thì bạn phải tăng chi phí rất mạnh nhưng mà bạn đã đang đứng trên đỉnh cao rồi doanh thu tốt rồi thì bạn có thể giảm bớt một phần chi phí về marketing đi à, customer relationship tức là chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ khách hàng À, chúng ta sử dụng các phần mềm CRM chúng ta sẽ xây dựng các chương trình bán hàng tốt đúng không ạ hay là key resource tức là các cái nguồn lực chính của chúng ta là gì như là IND, như là khâu sản xuất là sản xuất được à, từ A đến Z đúng không ạ à, rồi thì à, chủ động được nguồn hàng nguồn hàng giá tốt chúng ta có nhà máy chúng ta có thương hiệu chúng ta có khả năng tài chính chúng ta có sự xâm nhập sâu trong ngành đó ví dụ như vậy hay là partner tức là các cái đối tác của chúng ta là gồm những ai, những cái đối tác nào có uy tín hay không kiểu kiểu như vậy thì đây là một cái xây xây dựng một cái mô hình kinh doanh và từ đó thì chúng ta sẽ đặt cái hoạt động marketing vào trong cái mô hình này để làm sao cho nó phù hợp nhất có thể và nó tạo ra được một cái mô hình kinh doanh hiệu quả. Vâng à, tiếp theo là chúng ta cũng nghiên cứu về mô hình marketing một chút đúng không? Ừ, thì chúng ta phải đi trả lời à, khi mà làm một cái kế hoạch marketing hay là xây dựng một cái phòng marketing hay là lập một cái chiến lược marketing thì là chúng ta có những cái lắp cắt để tiếp cận à, ví dụ như là mô hình 7p của philip Kodler. à, hoặc là các bạn có thể tìm cái uh, cuốn sách marketing online 4.0 và về cái cuốn sách này thì uh, tôi sẽ lấy đây cho các bạn thì có cái mô hình marketing là 13p ừ, tức là tôi cũng lấy 7p của ông Kotler và uh, 6p của tôi thêm vào à, ví dụ như là <laughs> p1 là products <laughs> trả lời cho câu hỏi là sản phẩm là gì đúng không ạ ví dụ như là chất lượng giá trị cốt lõi thương hiệu hình ảnh thương hiệu trải nghiệm người dùng thiết kế sản phẩm tính năng sử dụng đấy, rồi thì các cái dịch vụ bảo trì bảo hành đóng bao bì đóng gói vân vân thì tất cả cái phần đấy nó thuộc về cái chữ p thứ nhất là sản phẩm thứ hai là price tức là giá đúng không thế thì giá trị của chúng ta là gì và giá của khách hàng phải mua là như gì chúng ta thì chúng ta bán để lấy doanh thu khách hàng để bỏ tiền ra để mua nhưng họ phải nhận được giá trị chiến lược về giá đúng không ạ giá bán buôn giá bán lẻ giá chiết khấu giá công nợ ngay và giá không công nợ đúng không các cái loại giá giá combo giá bán trực tiếp đấy giá bán trên online giá bán trên offline cái hệ thống kênh chương trình discount đúng không ạ rồi thì cái phương thức thanh toán như thế nào đấy rồi thì cái gì mà miễn phí cái gì là phễu chúng ta phải tính toán và cái chữ P thứ ba promotion tức là hoạt động xúc tiến bán đúng không à, thì nó trả lời cho câu hỏi là khách hàng làm thế nào để tìm thấy được sản phẩm và chúng họ mua ở đâu thí à, dụ như là chúng ta có những cái thông điệp bán hàng à, công cụ tìm kiếm à, công cụ à, à, truyền thông xã hội social media các công cụ quảng cáo à, direct marketing tức là marketing trực tiếp à, các cái đối tác bán hàng đối tác marketing à, đối tác à, sản xuất đúng không partnership à, rồi các hoạt động offline À, rồi các hoạt động truyền thông miệng à, word of mouth hoặc là truyền thông miệng trực tuyến là e-word of mouth à, hay là promotion tức là các cái hoạt động khuyến mại giảm giá dùng thử thì hầu hết chúng ta phải áp dụng những cái chương trình như vậy à, kể cả các phần mềm bây giờ người ta cũng phải áp dụng à, dùng thử đúng không à, rồi thì à, kênh phân phối chúng ta sẽ thiết lập những cái kênh phân phối online, offline như nào à, website, facebook, à, tiktok, youtube à, shopee, tiki À, Lazada ví dụ như vậy à, rồi bán ra nước ngoài thì Amazon, Alibaba, eBay, SC vân vân. À, rồi chúng ta phải tạo được những trải nghiệm mua sắm cho khách hàng đúng không? Rồi thì à, các cái hoạt động xuất khẩu chúng ta cũng cần phải cân đối à, bán buôn rồi bán lẻ rồi thì à, thiết lập các kênh à, rất là phức tạp. À, chúng ta mở chuỗi à, cái tiêu chuẩn mở chuỗi như thế nào? Các điểm bán mở như thế nào? Diện tích tối thiểu là bao nhiêu? số lượng hàng hóa tối thiểu là bao nhiêu, đầu tư tối thiểu là bao nhiêu, khả năng hoàn vốn là bao nhiêu, điểm hòa vốn là như thế nào, đấy chúng ta cần phải ngồi tính toán hết, đấy chính là các cái mục tiêu marketing mà chúng ta phải làm, phải đi theo cái lát cắt như thế. <laughs> à, nhân sự, <laughs> nhân sự là people đúng không? Nhân sự thì à, con người của chúng ta, thì cái à, nhân sự phòng marketing giờ cần bao nhiêu người? Ai là leader? Cần những cái mô tả công việc như thế nào? Cách thức tuyển dụng ra làm sao? À, văn hóa của doanh nghiệp xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng rồi thì các chính sách chăm sóc khách hàng chương trình đào tạo nội bộ hoặc là chương trình thăng tiến sự nghiệp vân vân rồi xây dựng quy trình đúng không xây dựng quy trình Thế thì ví dụ như là chúng ta phải tiêu chuẩn hóa quy trình thiết lập các quy trình 5 s rồi chương trình hoạt động theo sản xuất theo kiểu iso các cái quy trình phục vụ khách hàng lượng hóa các quy trình xây dựng những cái quy trình trải nghiệm khách hàng vân vân đúng không À, giao hàng thanh toán rồi xử lý khủng hoảng rồi xử lý những cái lời phàn nàn à, rồi thì à, quy định về thời gian à, xử lý à, những cái phản hồi đó hoạt động à, a đi hoạt động bán hàng hoạt động à, tiếp nhận thông tin vân vân và cuối cùng chữ P cuối cùng đấy là physical evidence tức là ở đây chúng ta đưa ra những cái minh chứng đưa ra những cái bằng chứng đấy, ví dụ như cửa hàng văn phòng cơ sở vật chất tòa nhà rất là đẹp đúng không đóng gói bao bì Đấy, rồi thì các cái cơ sở, các cái tiện nghi, tiện ích của uh, của của cái dịch vụ của chúng ta, ví dụ như là khách sạn năm sao, đúng không? Văn phòng năm sao, đấy rồi các cái điều kiện để bán hàng, điều kiện để phục vụ uh, nhân sự, để phục vụ cho um, hoạt động kinh doanh rất là tuyệt vời, đấy. Rồi thì đấy là cái phần thứ nhất là phần mục tiêu của uh, các cái marketing mà chúng ta bắt đầu để xây dựng phòng marketing ok thì chúng ta tạm mà stop cái video này tại đây sau đó chúng ta sẽ xem cái video tiếp theo và các bạn lưu ý nhé cái video này nó sẽ kéo dài kéo dài nó gồm có nhiều phần và tôi sẽ để nó trong một cái playlist tức là một cái danh sách phát à, một cái danh sách phát đây có thể là đặt tên sẽ là xây dựng phòng marketing phần 1 xây dựng phòng marketing phần 2 à, nó sẽ có danh sách phát thì tôi muốn cắt nhỏ cái video ra vì các bạn theo dõi một cái video nó quá dài ok các bạn lưu ý chúng ta xem tiếp trong phần video tiếp theo xin chào